chỗ này có vẻ ngập sâu này các cô chú gì. Kim Bôi xin mến chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay tiếp tục cập nhật tình hình nước lên ở Sài Gòn. Hôm nay là ngày 30 tháng 10 năm 2019. Thì tối nay là Halloween đó các cô chú chị. Cái buổi cũng phân vân là không biết là có nên ra bùi diện để ghi hình Halloween cho các cô chú chị xem, hay là mình đi tiếp tục cập nhật những hình ảnh nước lên để mà các cô chú anh chị, các bạn mình nếu mà ở Sài Gòn có xem thì cũng biết đường tránh à. Sau khi suy nghĩ hồi thì chắc có lẽ là Kim Bùi sẽ đi cập nhật tình hình nước lên trước, rồi tối thì nếu mà kịp giờ thì Kim Bùi sẽ chạy ra bùi diện mình quay cái Halloween, bởi vì Halloween thì một năm này có một lần thôi, còn nước ngập thì từ giờ tới Tết cũng còn mấy đợt nữa, mà đợt nào nước nó cũng lên cao hết các cô chú anh chị. Nếu mà cập nhật không kịp á, thì có nhiều tuyến đường các cô chú anh chị không có hay, nếu mà chúng ta lỡ mà chúng ta đi vào á, thì rất là nguy hiểm. Cho nên Kim Bùi quyết định là tiếp tục sẽ cập nhật những hình ảnh thủy triều lên cho các cô chú anh chị và các bạn mình được biết. Hiện tại thì Kim Bùi đang ở đường Lê Văn Lương. Trước chúng ta con đường xe đang chạy đó là đường Nguyễn Văn Linh. Hướng này thì chúng ta đi về quận 7 nè các cô chú anh chị. Ở phía bên kia đường là quận 7, ở bên đây là Nhà Bè. Thì ở phía bên kia đường á, mình không có chạy qua đó được. Chỗ này nó có cái đường Nguyễn Văn Linh nó chắn ngang nè. Chúng ta sẽ ngược về hướng Nhà Bè nha các cô chú anh chị. Bây giờ cũng vừa quay đầu xe đi xuống hướng Nhà Bè, Lê Văn Lương. Thì theo như báo chí có đưa tin thì đường Lê Văn Lương ở đoạn Nhà Bè là một trong những con đường cũng ngập rất là nặng. Cho nên bây giờ thì Kim Bùi mời các cô chú anh chị và các bạn lên xe. Theo Kim Bùi để xuống dưới chúng ta sẽ cập nhật tình hình nước ngập ở đoạn Nhà Bè như thế nào. Ở đoạn đầu của đường Lê Văn Lương thì mọi người thấy là vẫn bình thường. Ở chỗ này nó có cái chợ này có thêm cái gì. Ở trước ở con đường Nguyễn Hữu Thọ chưa có, thì con đường Nguyễn Linh chưa có thì có lẽ người ta chạy thẳng xuống đây. Được. Bây giờ thì muốn đi qua bên kia là phải đi đường Nguyễn Hữu Thọ. Thì nghe chỗ cái ngã tư Nguyễn Hữu Thọ với Nguyễn Linh thì chúng ta mới băng qua quận 7 được. Đây có một cái chợ chiều nè các cô chú. Rồi tới ngay chỗ vị trí này thì vừa thấy phía trước cái cây cầu sắt. Đây là cầu Rạch Dĩa 1. Cái cầu Rạch Dĩa 2 thì là cái cầu bê tông ở phía bên đường Nguyễn Hữu Thọ, rất là kiên cố. Cái đèn đỏ mà các cô chú anh chị mới vừa thấy vừa chạy qua đó không phải là cái đèn đỏ đâu, mà là cái đèn đỏ đó là dành cho xe hơi được qua cầu các cô chú anh chị. Khi mà qua cây cầu các cô chú anh chị thấy là cầu này chỉ có một hàng xe được chạy thôi, đầu bên đây hoặc đầu bên kia chạy thì nó sẽ thay phiên nhau đó, nó đổi đèn đỏ để mà chỉ có một chiều xe chạy thôi, hai chiều xe chạy mà nó đều lên giữa cầu hết thì không có xe nào qua được. Giống như là cái câu chuyện hai con dê mà nó đi qua một cây cầu với cái công việc, đáng lẽ thì một con nhiều con kia là qua được rồi, hai con là nó đều lên hết, thành ra là không con nào nhiều con nào té xuống hết xuống sông. Với lại cái mùi thấy cái cầu sắt yếu, xe mà xe lớn, xe chở hàng rồi qua có thể là hai chiếc rồi nó nguy hiểm.
qua cái cầu sắt thì mùi thấy là ở mặt đường cũng có lởm chởm, có những chỗ là có nước rồi đó. Có lẽ là phía trước là sẽ báo hiệu là có nước ngập. Thì chúng tôi cũng xin gửi những hình ảnh này đến các cô chú, chị và các bạn hồi trước đã từng ở huyện Nhà Bè, mà chúng ta bây giờ đang ở xa Sài Gòn hoặc là đang ở nước ngoài, đang có những hình ảnh mình nhìn về quê nhà. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi đi rất là thực tế. Ở phía Nhà Bè bây giờ cũng rất là nhiều nhà cao tầng được có xây dựng các khu công nghiệp, nhất là bên đường Nguyễn Hữu Thọ đó, thì họ để xây dựng nhiều khu dân cư rồi nhiều cái nhà cao chung cư cao cấp, có bình dân có rất là nhiều. Nếu mà các cô chú anh chị mà xa Sài Gòn, xa Việt Nam là mấy chục năm thì chắc chắn là mùa bảo đảm là cô chú anh chị mà khi về Nhà Bè là không có nhận ra đâu. Cái này nước này. Thì ở thật ra khu vực Nhà Bè là ngày xưa chúng tôi nghĩ là cũng đã ngập rồi các cô chú anh chị. Hồi xưa ruộng nhiều á, như bây giờ nhà cửa nhiều. Hồi xưa thì chỗ này nó không có nhà, chủ yếu là những bãi đất trống là đầm lầy, nước. Tại vì khu Nhà Bè là cũng khu đất thấp rồi các khu giống gì, còn đất cao thì Củ Chi, Hóc Môn thì mới cao thôi. Chứ lại về phía khu Bình Chánh, Nhà Bè thì là nó thấp. Và theo như Kim Bùi đọc một bài báo hồi chiều nay thôi, thì những nhà khoa học người ta nói là cái khoảng 2050 đó, không chỉ nhận ở Sài Gòn ngập đâu, cả miền Tây là nó chìm xuống biển luôn. Cho nên bây giờ người ta khuyến cáo là xây dựng những cái đê chắn đi, chứ nếu không mà đợi tới đó thì coi như là nó nước lên là ngập, nước lên là ngập miền Tây rồi, là đồng bằng sông Cửu Long, Sài Gòn rồi là ngập hết. Mà không những Việt Nam nha các con chú chị, nhiều khi là cái buổi quay những cái hình ảnh ở Sài Gòn ấy, các con chú chị nói là có thể là nghĩ là Sài Gòn bây giờ là nó ngập, nhưng mà mình tìm hiểu thêm thông tin thì vừa được biết là ở bên Thái Lan ngay chỗ Bangkok á, vào năm 2050 là nó cũng mất luôn, chứ không riêng gì Sài Gòn đâu các cô chú biết. Bây giờ là vô trong cái khu mà ngập nhiều nhất của đường Lê Văn Lương này các cô chú chị, đây là có nhiều xe người ta tản lên rồi đó. Quá chừng thì nó cũng có một cái lò bồng lẫn quẩn như thế này các cô chú chị, mình không biết là các cô chú chị nghĩ cái mùi nó đúng không nha. Ở đây là đường Đạo Sư Tích nè, vừa đi vừa vừa cập nhật cái đường như thế này. Các cô chú chị có thể nhìn lên bản đồ theo những cái ngã tư ngã ba mùi nói đó. Thì có những chỗ á, chúng ta thấy là nhà người ta xây cao, nền cao thì nước thì nó đâu có vô nhà được đâu, nhà cao khô ráo thì nước nó phải đổ xuống đường thôi, đường thì nó ngập. Ví dụ như cái đường này ngập này, chúng ta biết là ngập á, là nâng mặt đường lên. Nếu mà đường lên thì khi mà nước mưa xuống rồi này đó, thì nước thì nó đường thì nó cao thì nó ở trên đường thì nó sẽ tràn vô nhà dân luôn. Thì nó cứ lẫn quẩn như thế thì mình cứ nâng mặt đường xong rồi nước vô nhà rồi về dân, xong rồi người dân thì nâng mặt nền nhà thì nước cũng có chỗ chảy thì nước sẽ chảy xuống mặt đường, nó cứ lẫn quẩn như vậy. Nên có những cái giải pháp tôi nghĩ là nó sẽ tốt hơn.
giờ con mua đi thì con mua thấy là nó chỉ ngập cao lắm thì khoảng 10 cm thôi. Các cô chú anh chị mà ở ở như Hoa Kỳ, ở Mỹ thì có cái hệ thống nó đo nó khác, mình không biết hay là bằng gì thì cái mùi không rành, cái mùi không có đổi ra được. Các cô chú anh chị thông cảm nha. Mình thấy là cái con đường này nó khá dài đó, các cô chú anh chị đây vẫn luôn. Mùa đang ở trong ở nhà bè rồi đó. Ở đây nữa nè. Nói chung thì buổi chiều mùa cũng rảnh rỗi, chịu khó dạo vài vòng để ghi hình lại cho các cô chú anh chị mình xem. Để nếu mà các cô chú anh chị có người thân hay gì ở gần gần đây thì cũng chia sẻ nhắc nhở dùng cô Bùi mình đừng có vào những con đường này. Hồi nãy cô Bùi đi bên Nguyễn Hữu Thọ thì nó không có ngập các cô chú anh chị, mình có thể mình chuyển hướng đi qua phía bên đó thì hai con đường là Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Lương này thì nó song song với nhau, ta có thể chọn Nguyễn Hữu Thọ đi cho nó rộng rãi thoáng, còn đi ở Nguyễn Văn Lương này thì bị quá. Nước nó nổi con bóng luôn kìa, nghĩa là nó dơ lắm rồi kìa. Thì nhân đây thì chúng tôi cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã hỗ trợ chúng tôi cái phần nhỏ cái Bùi đã nhận được rồi, và chúng tôi rất là cảm kích, rất là biết ơn các cô chú anh chị. Mùi thấy tốt ở dưới luôn kìa, chắc là nó ngập nguyên con đường hay sao á. Và được cái thì nó cũng không có sâu đó cô chú anh chị, như nãy giờ cái mùa đi thì nó không có sâu, chúng ta có thể chạy từ từ qua được, không có đến nỗi phải chết máy đâu. Nếu mà các cô chú anh chị bắt buộc phải đi qua con đường này thì mình cũng ráng quật cái tay lái, hoặc là mình có thể mình chờ cho nước nó rút rồi mình hãy đi qua. Quá chừng luôn, một đoạn đường dài luôn các cô chú anh chị. Rồi khi mà chạy vào những cái vùng nước mà nó như thế này thì tôi đề nghị là các anh chị các bạn mình đừng có chạy số 4 nha. Nói về số thì nó để xe số 4, mình cứ để số 2, số 3 gì đó chạy, và chạy đều tay, đừng có xuống ga, đừng có dừng giữa đột ngột, tại vì khi mà dừng như vậy thì khả năng chết máy rất là cao. Chúng ta cứ đều tay, chúng ta chạy từ từ đó, để số 2, số 3 chúng ta chạy từ từ là tốt nhất. Mình nghĩ là nên để số 2 đi. Đó là chúng ta chạy từ từ, không có gì phải gấp hết thì sẽ tốt hơn. Còn đối với xe tay ga thì mùi thực ra mùi cũng không có rầm, mà cái mùi khuyên các chị anh chị chạy xe tay ga thì mình cũng được có vào đường này, tại vì xe này những cái xe hiện đại đó nó kỵ nước lắm. Ở ngoài đường khô ráo thì có thể mình chạy ào ào, nhưng mà đường vô đây nè, vô cái chỗ mà nước này thì thôi, chúng ta nên để cho nước rút rồi chúng ta hãy đi. Nhiều khi là nhà giàu thì cũng không có sung sướng gì đâu các con chú anh chị. Ở Việt Nam mà mình chạy xe mà tay ga đó là thuộc cũng trung lưu rồi đó, còn xe số như cái mùi là dạng là nghèo. Mà nhiều khi là có tiền mình chở xe tay ga, mình gặp những trường hợp Sài Gòn như vậy nè, chúng ta đây xe tay ga vô dụng rồi, tốt nhất là nếu mà chúng ta có tiền
tiền thì chúng ta nên sắm du thuyền, rồi chúng ta hãy vô. Càng ngày nó càng ngập thì chắc là bây giờ cũng buồn nghĩ là sắm những chiếc du thuyền đó là bây giờ nó còn rẻ, sau này là nhu cầu nó lên cao đó các cô chú chị, nhiều người mua đó thì người ta nhiều khi người ta bán không kịp, giá nó tăng lên cao. Vui giỡn cho vui vui vậy thôi chứ ra thì Sài Gòn nó cũng ngập lâu rồi các con chú chị, một cái vùng đất thấp như Nhà Bè này. Thì bây giờ thì có YouTube thì cũng có cái vui chịu khó đi chạy vòng vòng quay cho các con chú chị xem, thì mình thấy là nó nhiều nhiều vậy thôi, chỗ nào cũng ngập ra thì cái chuyện này cũng chắc cũng bình thường. Tới những cái mùa mà tháng 10 nè, nước lên, năm nào cũng nước lên mà. Nãy giờ mùa chạy còn cũng xa nha, mấy bữa nay thì mình chạy thì nói chung là có một đoạn lên, ví dụ như là ở đường Phạm Thế Hiển ngay trong cầu Bà Tàng, trong khu sáng tạo thì nó chỉ có dưới chân cầu Bà Tàng đúng là khoảng 200-300 mét gì đó, đó là nước nó ngập thôi, nhưng mà công nhận là cái chỗ cầu Bà Tàng là nó ngập ngắn nhưng mà nó ngập sâu. Còn cái chỗ đây là cầu ống 4 mà các cô chú gì mình có thể mình dò trên Google Maps nha, theo cái hành trình mình đi. Chỗ đường Lê Văn Lương này thì là nó ngập, nói chung là cũng cạn thôi nhưng mà dài cũng mấy km á. Và bên đây con đường Trần Xuân Soạn thì nó cũng một đoạn từ ngay chỗ đầu đường Lê Văn Lương, tức là đường này đi đi xuống tới đường tới cầu Tân Thuận, nặng nhất là ngay chỗ Lâm Văn Bền đi xuống Tân Thuận đó. Nặng nhất đây nè, thì nó cũng ngập mà cũng không đến nổi. Thì sau cái chuỗi video về thủy triều nước lên nước ngập ở đường phố Sài Gòn thì chúng tôi sẽ chuyển sang một cái đề tài khác, nó thú vị hơn, nó gợi ới những cái kiến thức của những cái ký ức của các cô chú anh chị, đặc biệt là những cô chú anh chị lớn tuổi mà hồi xưa mình ở Sài Gòn, bây giờ mình nhớ lại ở trong nước ngoài nước thì chắc là sẽ xem cái chủ video đó của Bùi thì chắc là sẽ rất là cảm là nhớ. Thì cái chủ đề nó là gì thì cái Bùi xin giấu kín nha các cô chú anh chị. Cái Bùi cũng thực hiện được ba cái video rồi, tới bữa nay ba cái video về chủ đề đó rồi, mà dự định thì chúng tôi sẽ thực hiện liên tục các bạn mấy chục cái video về cái chủ đề đó thôi. Cảm ơn các cô chú anh chị ở hải ngoại đã góp ý cho chúng tôi. Chỗ này có vẻ ngập sâu nè các cô chú anh chị. Thì cái Bùi xin phép các cô chú anh chị là cái Bùi ngồi lên xe cái Bùi chạy luôn nha. Mình tấp vô, cái Bùi tấp vô thì Bùi quay thì cũng giống như là những cái video mà cái Bùi đi ở đường Trần Nguyên Soạn và ở cầu Bà Tàng thôi. Xe nó chạy nó cũng nước văng tung tóe. Mà đặc biệt thì con đường Lê Văn Lương này thì nó dài, nó ngập rất là dài, cho nên cái Bùi ngồi lên xe cái Bùi chạy cho hết đường luôn. Có lẽ là video này sẽ dài đó. Tốc độ của Bùi chạy thì chắc cũng tầm 20 km một giờ. Đường không
dám chạy nhanh các cô chú anh chị, tại lý do như vậy nè. Khi mà mình chạy qua những cái chỗ nước ngập á, mà mình chạy nhanh quá thì cái nước nó sẽ văng, nó bắn qua hai bên, rồi cái những người mà nó chạy xe máy gần mình á là nó văng lên khắp người luôn, rồi ngoài sau nữa rồi người ta la mình á, là mình chạy ngoài đường rồi văng ướt nhẹp hết, bất lịch sự lắm. Cho nên cứ từ từ mình chạy. Và cũng Bùi cũng khuyên là các cô chú anh chị và các bạn Việt Nam khi mà chạy xe ở Sài Gòn thì cũng từ từ, đừng có như mấy đứa trẻ trâu cứ đâm đầu mà chạy. Ở đây là cái chỗ cầu Long Kiển nè các cô chú anh chị, thì cách đây chắc một mấy tháng thì cái cầu này thì bị cái xà lan nó đâm sập. Trong khi cái cầu bê tông bên kia thì đã xây dựng được cái sông, thì giờ thì cầu sắt này người ta cũng ngồi lại cho xe qua lại đỡ rồi. Nãy giờ chúng ta đã đi qua hai cái cầu, đầu đường Lê Văn Lương có cái cầu, rồi đây cái cầu sắt. Sau này thì mấy cái cầu này được bê tông hóa, được xây dựng rộng rãi kiên cố và đỡ cực hơn. Khi mà đi qua cái cầu Long Kiển thì bên đây là khô ráo nha các cô chú anh chị. Nhưng mà các cô chú anh chị là các bạn mình hồi trước ở đây hoặc bây giờ có người thân hàng xóm ở đây thì cũng yên tâm, không có gì phải lo lắng cả. Thì bây giờ cái Bùi sẽ chạy thêm một đoạn nữa, mình thấy ở chỗ này là cao ráo rồi đó, thì cái Bùi sẽ chạy thêm một đoạn nữa cho chắc ngang. Phía dưới thì nó khô ráo. Thì các cô chú anh chị và các bạn khi mà xem video của Bùi thì nếu mà có những cái bình luận gì hoặc là có bức xúc gì nha, bức xúc gì thì có thể là cầm comment ở phía bên dưới của Bùi. Khi mà Bùi nhận được những video hoặc những comment của các cô chú anh chị á, thì cái Bùi đọc á thì thấy là có những cái comment rất là giống là bức xúc cái chuyện gì đó và giống như là trút giận lên trên cái video của Bùi hay sao. Bùi đọc xong rồi thì nói chung là cười thôi chứ biết sao vậy. Còn những cái comment mà các cô chú anh chị mà không được lịch sự lắm á thì cái Bùi xin phép được ẩn đi, cái Bùi thông báo cho các cô chú anh chị và các bạn được biết nha. Những comment nào mang tính chất mà xây dựng, góp ý cho Bùi làm cho nó tốt hơn, làm cho nó thú vị hơn, rồi nó đúng với cái cách nhìn của các cô chú anh chị hơn, thì chúng Bùi xin tiếp nhận. Bùi xin rất là cảm ơn các cô chú anh chị đã góp ý cho chúng Bùi để dần dần hoàn thiện hơn, cũng giống như là chúng Bùi gần gũi hơn đối với các cô chú anh chị, thì Bùi sẽ giữ lại làm một cái kỷ niệm. Nhìn khi mà chúng Bùi nản hay gì đó thì đọc lại những cái comment của các cô chú anh chị, cũng lấy những cái động lực để mình làm tiếp. Rồi xuống dưới đây thì Bùi thấy là cũng ướt rồi đó các cô chú anh chị, cũng có cái dấu hiệu là có nước nhưng mà nó không có còn ngập nữa. Nhưng Bùi thấy là cái đoạn khô ráo hồi nãy chúng ta đi là đã nâng đường lên rồi, và các cô chú anh chị cũng yên tâm. Thôi dưới đây thì nó nước giống như bị trời mưa xuống rồi nó chưa có thoát kịp thôi. Thì cũng vừa xem hình như là trong mấy cái hẻm này, nhà trong mấy cái hẻm này nó còn thấp thì nó có ngập, trong mấy cái hẻm có ngập thôi chứ ở ngoài đường chính này thì không ngập, nhưng mà trong mấy cái hẻm thì là ngập. Nước từ ống cống thì nó trào ngược lên. Hôm trước thì có một cô chú nào đó có comment là tại sao là con cống có van, nhưng buộc cũng
trong cổng cũng có làm qua được những cái khu phố cũ. Không biết là ở bên Âu Mỹ, ở bên châu Âu thì người ta làm cổng như thế nào, có van hay không, nó chỉ chạy được một chiều thôi. Mà làm được cái ý tưởng đó thì hay quá. Và xuống đây thì bình thường rồi các cô chú anh chị, là một số hình ảnh cập nhật về ở con đường Lê Văn Lương thuộc Nhà Bè, vừa xin gửi tới các cô chú anh chị. Rất là mong các cô chú anh chị chia sẻ cái thông tin này, cái video này cho nhiều người cùng xem, để mà vào những cái đợt nước lên vào tháng 11, tháng 12 thì có thể là nước lên còn rất là cao, thì có thể là tránh những cái chỗ mà bị ngập như vậy. Bùi xin chúc cho các cô chú anh chị và các bạn luôn vui khỏe và đồng hành với Kim Bùi. Cảm ơn các cô chú anh chị, và các cô chú anh chị đừng quên nhấn nút subscribe, đăng ký cũng như là nhấn một cái chuông để mỗi khi có video mới lên thì các cô chú anh chị và các bạn có thể nhận được video mới nhất của Kim Bùi. Xin chào và hẹn gặp lại các cô chú anh chị.